Rồi, tiếp theo ta sẽ nói về cái chương 4, quản trị trong môi trường toàn cầu. Thì những cái điểm, thầy nói những cái điểm chính thôi. Cái bài chúng ta sẽ đề cập đến các ý, thứ nhất ta nói về cái thế giới không biên giới. Thứ hai là mình nói về các công ty đa quốc gia. Thứ ba là cái khởi đầu hoạt động quốc tế. Thứ tư là ta nói về cái môi trường kinh doanh quốc tế. Thứ sáu là cái sự thay đổi của bối cảnh quốc tế hiện nay. Và thứ bảy là các liên minh mậu dịch quốc tế. Người đầu tiên là chúng ta nói về cái thế giới không biên giới. Về cái này thì các bạn đã tiếp cận và các bạn cũng đã hình dung rồi. Như vậy trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay đó, đúng không ạ? Đợi xíu nha. Như vậy thì cái thế giới không biên giới đó là chúng ta nói nhiều đến cái xu hướng toàn cầu hóa, nó đặc trưng của cái toàn cầu hóa hiện nay, nghĩa là cái ranh giới giữa các quốc gia hiện nay nó đang bị xóa nhòa rất là nhiều rồi, đúng không? Xóa nhòa. Và cái việc mà xóa nhòa giữa ranh giới các quốc gia thì theo các bạn thì cái sự mà xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia hiện nay, cái rào cản về biên giới giữa quốc gia thì nó giảm rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến những cái gì nào? Bạn nào có thể cho thầy biết cái xu thế đó sẽ dẫn đến cái gì trong cái hoạt động của các tổ chức? À, các bạn. Rồi, chưa sẵn sàng ha, thôi tại sẽ nói. Như vậy thì khi mà cái sự ranh giới giữa các quốc gia đang bị xóa nhòa đó thì sẽ dẫn đến là cái phạm vi hoạt động của ta bây giờ nó mở rộng ra rất là nhiều. À, ví dụ như là cái sự giao thương về buôn bán nó sẽ không chỉ hạn chế ở trong một quốc gia nữa, thương mại chúng ta sẽ nhìn ở góc độ toàn cầu, ta bán hàng các kiểu ta là góc độ toàn cầu. Thứ hai đó là về mặt hợp tác, chúng ta cũng có thể hợp tác mang tính toàn cầu. Các nhà cung cấp của chúng ta hiện nay không chỉ là ở trong phạm vi một quốc gia mà bây giờ là mình kết nối với các quốc gia với nhau rất là nhiều. Cái sự giao lưu về văn hóa, về thông tin nó cũng vượt khỏi tầm giữa các quốc gia. Một quốc gia bây giờ nó ra ngoài cái giữa các quốc gia với nhau, giao lưu với nhau. Nói chung là cái sân chơi của mình bây giờ nó mở rộng ra. Cái sân chơi nó mở rộng ra. Các bạn thấy kể cả UEH bây giờ cũng hướng ra cái xu hướng toàn cầu. Đó, mà nhà trường đang từng bước một để mà hướng ra cái xu hướng đó là trong khu vực. Đó, thu hút sau này kể cả thu hút những người học không chỉ là ở Việt Nam nữa mà còn là thu hút ở những người học ở các nước khác nữa. Đó, mà nhà trường định hướng đến những cái xu hướng đó ở trong tương lai. Đó, cái tính toàn cầu hiện nay nó giao lưu nó đi lại rất là và cạnh tranh. Bây giờ đối thủ cạnh tranh của UEH không chỉ là các trường đại học ở Việt Nam nữa, hoặc là các trường đại học ở khu vực và quốc tế, người ta cũng cạnh tranh nhưng không chỉ ở Việt Nam không. À, rất là nhiều, nghĩa là khách hàng mình mở rộng ra và đối thủ cạnh tranh mình cũng mở rộng ra nhiều hơn, các nhà đối tác mình cũng mở rộng ra nhiều hơn. À, rồi các yếu tố môi trường nó cũng mở rộng ra nhiều hơn. Như vậy chúng ta nói về môi trường thì không chỉ là môi trường trong phạm vi của một quốc gia mà bây giờ môi trường chúng ta phải nhìn ở yếu độ rộng hơn. Cho nên một nhà quản trị ở trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thì theo các bạn thì nhà quản trị đó phải có cái đặc trưng như thế nào, hay là có cái tầm nhìn như thế nào để mà thích ứng với cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay? Bạn nào có thể thảo luận phát biểu nào? Mời bạn Yến Vi. Dạ thầy, em nghĩ nhà quản trị nên có một cái tư duy phát triển, là không có cố định mà phải thay đổi và thích nghi với môi trường có những biến động liên tục. Đúng, chính xác, một ý rất là đúng. Rồi, cảm ơn bạn Yêu Vi rất đúng. Bạn nào bổ sung thêm? Còn ý nào thêm nữa, bổ sung thêm không nào? Mời bạn à,
tùng hay gì đó. À. Tôi thấy là phải tham khảo nhiều cái nền văn hóa khác nhau để có thể đưa các nhân viên phải thay đổi liên tục. Rồi, rất đúng luôn. Rất đúng. Mời bạn Lê Toàn. Vậy thưa thầy, em nghĩ là các nhà quản trị phải phát triển một tư duy toàn cầu, có nghĩa là một tư duy có thể thích ứng được với những bối cảnh khác biệt nhau một cách đồng thời và phải thích ứng được với những thay đổi toàn cầu ở trên thế giới ạ. Rồi, rất là đúng. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy thì các bạn sau này các bạn làm một nhà quản trị đấy, và các bạn phải trở thành công dân toàn cầu, và các bạn là nhà quản trị, nếu các bạn học ngành quản trị các bạn là nhà quản trị toàn cầu. Như vậy các bạn phải có một cái nhìn toàn cầu, cái tư duy toàn cầu, nghĩa là các bạn phải nhìn cái vấn đề sự kiện nó xảy ra ở trên cái phạm vi toàn cầu, và các bạn có sự tổng hợp và các bạn phải thích ứng tốt giữa các cái sự khác biệt ở trong toàn cầu, giữa các quốc gia khác biệt, giữa các quốc gia rồi lao động làm việc ở trong cái sự khác biệt giữa lao động giữa các nước với nhau vân vân. Và các bạn phải có cái sự phải có cái nhìn tổng thể đó, nó gọi là cái tư duy toàn cầu của nhà quản trị. Nghĩa là chúng ta không chỉ nhìn ở góc độ hạn chế của một quốc gia nữa, mà chúng ta phải nhìn mang tính chất đó là khác biệt. Ví dụ như là đề cập đến cái chuyện đó là gì đúng không ạ, các cái cá nhân khác biệt, người lao động họ có những cái đặc trưng khác nhau. Rồi đến thời các bạn thì chắc chắn là ở Việt Nam, dù các bạn quản trị ở Việt Nam, các bạn cũng sẽ quản trị đội ngũ nhân viên của mình đó, họ có thể đến từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau và có những khác biệt nhau đúng không, khác biệt nhau về mặt nhận thức, về giá trị văn hóa, về xã, về rồi các bạn kinh doanh ở các nước khác nhau, khác biệt về mặt chính trị, về mặt thể chế vân vân. Và như vậy các bạn phải có cái sự linh hoạt để các bạn thích ứng được với những cái khác biệt đó, nó gọi là cái tư duy đúng không ạ, global đúng không ạ, global mindset, cái tư duy toàn cầu để chúng ta thích ứng được với bối cảnh đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về các cái nó gọi là các cái cách để các công ty đi ra toàn cầu. Và như vậy thì khi mà đi ra toàn cầu đó thì nó có một cái khái niệm nó gọi là các công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia đó là MNC. MNC là viết tắt của từ gì các bạn? Bạn nào nói được MNC là viết tắt của từ gì nào? Rồi xin mời bạn nào giơ tay, xin mời phát biểu luôn. Xin mời ạ. Dạ thưa thầy, em nghĩ là từ multi, từ này là multinational companies. Đúng rồi, multinational company, corporation là company, thì thường nó dùng cái corporation, multi company và national corporations là các công ty đa quốc gia, là những công ty mà có hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau, từ 2 quốc gia trở lên. Và người ta lấy cái tiêu chí đó là các công ty mà có doanh thu 25 trên 25% doanh số bán đó, phát sinh từ những thị trường nước ngoài thì bắt đầu được xem là những công ty đa quốc gia. Như vậy thì khi mà các công ty đa quốc gia đi ra ngoài thì quốc tế đó, thì các cách tiếp cận của các công ty đa quốc gia nó sẽ khác nhau, mà khác nhau nó có 3 cái xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất đó là quy tộc, thứ hai là đa tâm, và thứ ba là toàn cầu. Đấy. Không biết là các bạn nào có biết được cái này không? Các bạn có đọc trong tài liệu có thấy không? Đó. Nó gọi là ethnocentric, thứ hai đó là polycentric, và thứ ba đó là geocentric. Các bạn đọc trong cái tài liệu mà thầy gửi á, không biết các bạn có đọc không? Các bạn. Thì 3 cái xu hướng đó bạn nào có thể giải thích được nào? Chắc khó tiếng Anh thì các bạn có thể chưa em cảm hết, thì thầy giải thích thêm. Nhưng mà khi các đa quốc gia đi ra thì nó sẽ đi ra thị trường quốc tế đó, thì cái xu hướng thứ nhất là dịch ra tiếng Việt đó là xu hướng vị tộc, tạm dịch là vị tộc là về chủng tộc đó. Thì những công ty này khi đi ra quốc tế họ có xu hướng là họ sẽ refer về các cái hoạt động của họ theo cái chuẩn mực của cái công ty
nó gọi là home country, cái công ty nhà, công ty chủ nhà. À, nghĩa là công ty mà cái trụ sở chính nó xuất phát ra đó, ví dụ công ty Việt Nam đi ra quốc tế và đi theo cái xu hướng là Eurocentric thì nó sẽ vì tộc á, nghĩa là nó sẽ lấy cái chuẩn mực của Việt Nam nó làm cái điển hình để nó phát triển ở cái nước khác. Thì thường là những công ty mà ở những cái nước phát triển á, thì họ một số công ty họ làm theo kiểu này, ví dụ công ty của Nhật họ đi các nước thì họ lấy cái văn hóa kinh doanh, lấy cái giá trị, lấy cái phương thức tổ chức quản trị kinh doanh ở Nhật, của cái cách của người Nhật để họ đi họ truyền bá họ tổ chức ở các nước khác. Thì trước đây là các doanh nhân mà hồi họ mới ra thì ra nước nước ngoài này, ngày xưa đó thì họ dùng cái này nhiều lắm. Sang Việt Nam họ truyền đạt các cái giá trị, cái cách thức tổ chức làm việc của Việt Nam đó, họ truyền đạt. Thì đó là một một dạng. Thì những công ty mà hiện nay đó, thì những công ty nào mà họ có cái chất truyền thống thì họ làm này theo này thì kinh doanh. Giả sử như là các bạn sẽ thấy là những công ty mà về dịch vụ ở Việt Nam, giả sử như trà chẳng hạn, trà đạo, công ty có bán trà, cái này các bạn có thể biết, những công ty Đài Loan chẳng hạn, họ Đài Loan sang Việt Nam họ tổ chức những cái chuỗi cửa hàng bán trà, thưởng thức trà. Hay là Nhật, Nhật là họ rất nổi tiếng cái này là trà đạo đó, thưởng thức trà theo phong cách Nhật, thì họ lấy y chang cái phong cách, cái tổ chức thiết kế vân vân cái thứ của Nhật để đem đi các nước để làm. Thì thường những công ty này mà khi đi ra các nước mà theo phong cách này đó thì họ hay có xu hướng là sử dụng những nhà quản trị cấp cao, đó là những nhà quản trị từ công ty mẹ để sang các nước khác để kiểu để quản lý. Tại vì những nhà quản trị đó là những người sẽ hiểu cái văn hóa của cái quốc gia của cái công ty mẹ đó và họ truyền bá. Việt Nam mình có một cái thương hiệu mà đi ra quốc tế thấy nhiều, đó là phở 24. Phở 24, không biết các bạn đi nước ngoài, có được đi nước ngoài thì các bạn sẽ thấy. Thầy đi thì nhiều khi bắt đầu có những thời gian thì nước ngoài lâu lâu bắt đầu mình nhớ những món Việt Nam, đặc biệt là phở. Thì thầy có thấy một cái điểm là đến cái phở phở 24 thì nó có nhiều nước, các nước Singapore, ở châu Âu, ở Úc vân vân là có. Nhưng mà vô ăn là thầy không thích, cái phở 24 chẳng hạn, ví dụ như thời gian dài thầy bên Úc chẳng hạn, thì cái phở 24 thì vô ăn nó mất đi cái đặc trưng của Việt Nam, nhưng là vô cách tổ chức bán thì nó cũng hơi bị lai lai, rồi cái món nước phở nấu ăn nó lai lai, nó không còn cái đặc vị. Đương nhiên là chắc họ phải điều chỉnh nhưng mà nó mất đi cái giá trị đó. Thì theo thầy cái đó là cái nó sẽ không 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 ngon lắm, không tốt lắm, tại vì người ta muốn, khi mà người ta kể cả những người Việt ở nước ngoài người ta muốn ăn nhiều ăn thì đó là ta phải muốn thấy được cái hương vị của quê hương, hay là những công ty, những người khách nước ngoài họ ghé họ ăn thì họ phải cảm nhận được cái hương vị của cái đặc thù, đúng không, đặc trưng, thì nó giảm đi. Như vậy thì để thấy là nó mình bị thiếu mất cái giá trị tạo ra cái văn hóa, tạo ra cái nét đặc thù đó. Cái hướng thứ hai đó là cái hướng nó gọi là polycentric, và chúng ta dịch là đa tâm. Đa tâm nghĩa là các công ty đa quốc gia khi đi ra nước ngoài thì thay vì lấy chuẩn mực của công ty mẹ thì họ lại có cái xu hướng đó là thích ứng với cái thị trường của các nước khác, nó là hot country. Hot country là các nước khách, hot là nghĩa là những cái quốc gia mà họ kinh doanh, họ thích ứng, họ điều chỉnh, thậm chí sản phẩm dịch vụ của họ cũng điều chỉnh cho nó phù hợp. Và cái xu thế toàn cầu hiện nay là cái xu hướng này là cái xu hướng phổ biến hơn. Thì ví dụ ví dụ như là Coca-Cola. Coca-Cola là một cái công ty rất nổi tiếng ở trên thế giới rồi, ai cũng biết chưa rồi. Và Coca-Cola họ có mặt ở trên hơn 200 thị trường ở các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác nhau ở trên thế giới. Và các bạn biết là Coca-Cola họ có khoảng 400 cái thương hiệu khác nhau, 400 cái thương hiệu khác nhau.
để cái thương hiệu đó khi đến một quốc gia cũng là cái sản phẩm Coca-Cola của họ họ bán, nhưng họ điều chỉnh nó phù hợp với cái thị trường của từng quốc gia một, và nó họ lấy cái thương hiệu khác, lấy cái tên khác để cho nó phù hợp với quốc gia đó. À, chứ nó không nhất quán ở mọi nơi nữa. À, thì cùng đó là cái xu hướng hiện nay, nghĩa là các cái công ty khi đi ra các nước thì có xu hướng đó là điều chỉnh cho nó phù hợp với lại các quốc gia đó. Và những công ty này mà khi mà đi ra các nước nhìn theo cái xu hướng này đó thì thường là họ sẽ sử dụng các cái nhà quản trị ở các quốc gia đó là những người bản địa ở những quốc gia đó, tại vì bản thân những người đó mới là những người hiểu văn hóa ở tại quốc gia đó nhất, chứ công ty mà đi đến thì làm sao hiểu bạn được, nên là họ sẽ sử dụng những cái nhà quản trị ở những cái nước đó để làm quản trị, tại vì người ta hiểu thị trường, hiểu văn hóa ở các nước đó. Rồi cái xu hướng thứ ba đó là xu hướng nó gọi là gel, các bạn gel centric, giống như là cái nhà toàn cầu, nghĩa là theo định hướng chung. Thì những công ty đi theo cái định hướng chung này đó là khi họ đi ra quốc gia thì họ lấy một cái chuẩn mực chung, và cái chuẩn mực này không phụ thuộc vào công ty mẹ, cái quốc gia của công ty mẹ, hay là phụ thuộc vào cái quốc gia mà họ kinh doanh. Đây là cái chuẩn mực toàn cầu chung. Theo các bạn thì những cái sản phẩm nào mà các bạn thấy hiện nay ở thị trường Việt Nam họ đi theo cái xu hướng này nè, nghĩa là sản phẩm Việt Nam giống như sản phẩm ở những nước khác và ở trên thế giới. Các bạn có thể cho ví dụ được không nào? Ví dụ như là điện thoại iPhone chẳng hạn. Các bạn thấy là Apple họ không có điện thoại iPhone cho Việt Nam đi, à, mà nó có điện thoại iPhone bán ở đâu cũng thế thôi, không có khác biệt. À, rồi dịch những cái sản phẩm về công nghệ như là về điện tử, máy tính chẳng hạn cũng không có gì khác biệt. À, rồi những cái dịch vụ như là dịch vụ hàng không, dịch vụ chuyển phát, logistics, à, thì đó là những cái ngành đặc trưng, là thường những ngành đó là những ngành mà người ta tiếp cận theo cái chuẩn mực toàn cầu chung, nó không dựa vào lấy một cái quốc gia nào làm theo chuẩn cả, theo cái chuẩn mực chung thống nhất. À, thì đó là cái những công ty, và những công ty này thì những cái đội ngũ nhân sự mà họ sử dụng ở trong những công ty này đó thì cái việc mà thăng tiến hay là quản trị ở trong các công ty này đó thì họ không dựa vào cái người này thuộc cái quốc gia nào, bất kỳ anh ở quốc gia nào anh cũng có thể làm quản trị, làm ở các nước khác cũng được. À, thì đó là cái xu hướng mà các vị quốc gia khi đi ra thế giới họ tiếp cận. Như vậy thì chúng ta nói tiếp, đó là như vậy thì các cái cách để những công ty đa quốc gia khi mà đi ra thị trường quốc tế thì họ có các cái cách tiếp cận như thế nào? Cái làn sóng chống đối toàn cầu thì các bạn có thể hiểu, nói thêm cái này tí xíu mà trước khi nói về cái cách tiếp cận, thì khi các vị đa quốc gia mà đi ra nước ngoài đó thì bên cạnh cái việc những cái sự ủng hộ của các công ty đa quốc gia rất là nhiều, cái là ủng hộ là các công ty đa quốc gia đi các nơi thì cũng làm cho kinh tế ở các nước phát triển hơn, nếu mà phổ biến được những cái sản phẩm dịch vụ tốt mà từ các nước phát triển đến những nước đặc biệt là những nước kém phát triển hơn, phổ biến được rất là tốt. Có được những cái đưa được cái phương thức quản trị mới vân vân và các nước khác rất là ok. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó có những cái làn sóng chống đối với toàn cầu hóa các cái quốc gia này, đặc biệt là ở những quốc gia phát triển đó, người ta chống đối với như Hoa Kỳ chẳng hạn. Hoa Kỳ các bạn thấy là người dân Hoa Kỳ là họ họ không thích cái toàn cầu hóa, và họ đa số hơn 50% là họ cho rằng là toàn cầu hóa là các công ty đa quốc gia là đi ra nước ngoài là người dân Mỹ bị thiệt nhiều hơn là được lợi, các nước khác được lợi hơn. Là do gì? Do việc làm chuyển ra các nước khác, ví dụ như Apple chẳng hạn chuyển biết rất là nhiều việc làm sang bên Trung Quốc, như vậy thì người dân Mỹ họ mất việc, à, mất việc làm. À, đó là cái chống đối, và các bạn thấy là ngày xưa cái thời ông Donald Trump đó,
mà ông thành công trong cái tranh cử cái đợt trước của ông đó, là chính là ông hứa rằng là ông sẽ đưa việc làm từ các nước trở về Mỹ. Ông hứa như thế, thì là dân Mỹ ủng hộ nhiều lắm, tại vì dân Mỹ họ họ số lượng thất nghiệp họ cũng cao. À. Rồi một số cái điểm người ta lo lắng nữa là khi mà các visa quốc gia đi các nước khác đi, thì họ có thể là họ sẽ không tuân thủ được những cái chuẩn mực đạo đức mà người ta ở cái xã hội của họ họ mong muốn. Ví dụ như vấn đề về lao động, cư xử không tốt với lao động. À. Vì những nước cái chuẩn mực ở những nước khác thì nó thấp hơn. Nên là có thể là cái lao động, ví dụ như vấn đề về lao động trẻ em chẳng hạn. Như vậy ở các nước phát triển người ta rất là dị ứng với cái lao động trẻ em, nghĩa là sử dụng lao động chưa đến tuổi làm việc mà đi làm, người ta dị ứng lắm. Nhưng mà ở một số quốc gia khác cái đời sống khó khăn thì có khi lao động trẻ em nó trở thành cái lao động chính ở trong gia đình ấy chứ. Giả sử những quốc gia ở châu Phi hay là ở vùng Trung Đông mà chiến tranh nhiều, đàn ông nhất là kia đi đánh nhau hết trơn rồi, còn trẻ em ví dụ giả sử 16 tuổi là có khi là lao động chính đi làm rồi. Thì đó là cái mà người ta cũng không không chấp nhận, thì trẻ em là quyền bảo vệ trẻ em phải được học hành trong giai đoạn đó, được vui chơi, được học hành, thì đó là những cái mà người ta phản đối. Ở những nước mà kém phát triển hơn mà các công ty đa quốc gia đến đầu tư thì bên cạnh những cái lợi thì người ta cũng sợ, người ta cũng sợ, và đây là cái xu hướng mà các bạn sẽ cũng thấy là người ta sợ rằng là gì, cái quyền lực của các vị đa quốc gia quá lớn, và các bạn biết là người ta còn đưa ra một cái xu hướng là có thể sau này thế giới bị thống trị bởi các công ty đa quốc gia thay vì là các quốc gia, thì bây giờ là các vị đa quốc gia là những công ty thống trị thế giới, cái vai trò của họ còn mạnh hơn cả chính phủ nữa. Tại vì rất nhiều các công ty đa quốc gia hiện nay doanh thu của họ đó là nhiều hơn GDP của một quốc gia. Doanh thu của họ, như doanh thu của mình không biết là của nước mình chẳng hạn, đúng không ạ? So với tập đoàn lớn ở trên thế giới, doanh thu của họ lớn hơn. Như vậy thì có cái sức mạnh rất là lớn. Và như vậy thì các công ty chính phủ các nước cũng rất là sợ cái sự ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia. Một cái ví dụ mà các bạn có thể thấy đó là cái trường hợp mà thậm chí không phải ở những nước kém phát triển hơn nữa, và cái nước phát triển người ta cũng còn sợ, như trường hợp của tập đoàn Huawei chẳng hạn. Các bạn đọc tin tức báo chí các bạn thấy nhiều rồi đúng không, các quốc gia các chính phủ các nước người ta phản đối Huawei, nhưng một số nước còn cấm Huawei bán hàng. Tại vì sao? Tại người ta sợ cái tầm ảnh hưởng của Huawei nó lớn quá, và Huawei ảnh hưởng thì họ sợ Trung Quốc cũng tác động vô. Đó. Và Huawei các bạn biết là Huawei là một trong những cái tập đoàn mà họ đi đầu trong cái công nghệ về 5G. Bây giờ chúng ta đang 4G, và các quốc gia châu Âu thì một số nước họ đã thử nghiệm 5G, họ đã triển khai 5G rồi. Và Huawei là một trong những công ty đi đầu để cung cấp các cái thiết bị công nghệ để thiết lập cái mạng 5G. Và người ta sợ, chính phủ các nước là sợ sợ cái tầm ảnh hưởng của Huawei, là khi họ thiết lập một cái hạ tầng, các bạn em biết là cái hạ tầng thông tin về truyền thông viễn thông nó nhạy cảm lắm, tại vì nó thông tin, xã hội này là xã hội thông tin mà, và khi người ta thiết lập được cái mạng lưới thì người ta có thể kiểm soát được cái thông tin đó, nên người ta sợ. Nên là các bạn thấy là chính phủ các nước, rất là nhiều nước họ rất lo ngại với cái Huawei đó. Đó là cái xu hướng mà, nghĩa là các bạn thấy là cái xu hướng đi ra toàn cầu đó là cái xu hướng hiện nay tất yếu, nhưng cũng còn một số cái người ta rất lo lắng về cái xu hướng toàn cầu này nó ảnh hưởng đến người ta. Rồi một cái xu hướng đi ra toàn cầu mà hiện nay các công ty đa quốc gia mà người ta ta hay làm, nó gọi là cái xu hướng, nó gọi là serving the bottom of the pyramid, hay như gọi là cái xu hướng là BOP á, nghĩa là phục vụ tầng đáy của kim tự tháp. Bạn nào có thể giải thích được cái này không ạ? Đây là xu hướng mà để các thầy chiếu bạn cái tầng đáy của kim tự tháp. Đây là cái tháp, cái đồ thị về cái tháp dân số. Cái tháp dân số của thế giới. Người ta chia làm bốn cái mức. Bốn cái mức. Đúng không ạ? Bốn cái mức. Đó, thì
Cái mức thứ nhất là những người mà giàu nhất ở trong cái top đầu tiên á, là khoảng cái chừng 75 đến 100 triệu người thôi. Đây là những người mà có thu nhập lớn hơn 20.000 đô một năm. Nhưng mà các bạn thấy là không có nhiều, đúng không? Cái mức thứ hai là mức mà có thu nhập từ 1.500 đô cho đến 20.000 đô một năm. Thì dân số ở trên thế giới hiện nay có khoảng tầm từ 1 tỷ rưỡi cho đến 1 tỷ 75. Cái mức thứ ba và mức thứ tư là những mức mà những người có thu nhập từ 1.500 đô trở xuống, dưới 1.500 đô trở xuống, đúng không ạ? Trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 4 tỷ người, cái nhóm này khoảng hơn 4 tỷ người. Và đây là chúng ta có thể xem là đây là cái nhóm ở bên dưới cùng của tầng đáy này, tầng đáy là dưới cùng này, và kim tự tháp dân số này. Đây là cái nhóm, đúng không ạ? Đây là cái nhóm mà có thể nói là những người nghèo, những người nghèo có thu nhập dưới 1.500 đô một năm, đó là những người nghèo. Và bây giờ hiện nay thì cái ngày xưa đó thì các vị đa quốc gia nó họ tập trung vào gì, họ nghĩ ra những cái sản phẩm dịch vụ để phục vụ cho những người có thu nhập cao, rồi sau đó bắt đầu mới nhân rộng ra hàng loạt ra thì nó rẻ hơn, bắt đầu mới bán cho những người thu nhập thấp. Nhưng hiện nay thì cái xu hướng ngược lại, đó là các vị đa quốc gia họ đi ra quốc tế và họ tập trung vào phục vụ nhu cầu của những người nghèo ở trên thế giới, và họ kinh doanh dựa vào cái chuyện họ đáp ứng cái nhu cầu của những cái tầng lớp người thấp nhất, những người nghèo nhất ở trong cái kim tự tháp dân số đó. Bạn nào có thể cho thầy cái ví dụ về cái trường hợp này được không nào? Rồi, xin mời bạn nào giơ tay. Bạn đầu tiên là bạn Ngọc Tuyên trước đây. Ngọc Tuyền. Dạ, theo em là Xiaomi là một ví dụ. Người ta không có bán điện thoại mà người ta bán cái gọi là cái công nghệ của cái hệ sinh thái của nó. Chủ CEO người ta cam kết là một điện thoại người ta bán ra người ta chỉ lời không quá 10 đô thì phải. Thì em nhớ là không quá 10 đô một cái điện thoại. Mà điện thoại đó nó chỉ giá tầm quy đổi ở Việt Nam thì nó chạy dài mức giá từ 2 đến 3 triệu đến mười mấy triệu cũng có. Thì đó là một ví dụ theo em. Rồi, cảm ơn bạn Ngọc Tuyền. Thì bạn nào có thể bổ sung thêm không? Vừa sau bạn làm giơ tay tắt rồi. Bạn Thanh Lâm. Dạ, em không biết nó có đúng không, nhưng mà bây giờ ví dụ cho mua nhà đi thầy, thì người ta không bắt trả một lần, trả hết một lượt thì những người nghèo người ta sẽ trả không nổi, thì thay vào đó người ta sẽ cho trả góp từ từ thì nó sẽ tạo điều kiện để ai cũng có thể mua được nhà. Rồi, rồi, đó là một cái đúng. Rồi, cảm ơn bạn Thanh Lâm. Rồi, cảm ơn ý kiến, cái ví dụ của hai bạn Ngọc Tuyền với Thanh Lâm rất là tốt. Thầy bổ sung thêm một cái ví dụ mà nó rất phổ biến, đó là các bạn thấy là trong các bạn chắc là ai chúng ta cũng sử dụng cái dầu gội đầu mà đóng đóng bịch, đúng không? Bạn nào có thể biết là cái nguồn gốc của cái dầu gội đầu đóng bịch nó từ đâu không? Đóng một cái gói nhỏ nhỏ đó, thay vì mua cái chai dầu bự đó, thì cái gói nhỏ đó. Đó là cái. Rồi, mời bạn Phương Trúc. Dạ thì là nó cũng cái thành phần nó thì cũng giống như cái chai lớn thôi, nhưng mà người ta chiết ra để nó đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của mọi người tiêu dùng hơn. Rồi, cảm ơn Phương Trúc. Cái đây là một cái ý tưởng của Unilever. Khi mà họ bán hàng ở Ấn Độ, thì các bạn biết là Ấn Độ một quốc gia đông dân số thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc thôi. Hiện nay họ cũng khoảng cỡ tỷ 2, tỷ 3 rồi, đông dân số. Và ở Ấn Độ á, là đông dân, giàu thì rất giàu. Hiện nay người giàu nhất châu Á là người Ấn Độ, đúng không ạ? Nhưng cũng có rất nhiều người nghèo, rất nhiều người nghèo. Chúng ta đọc các tin tức, chúng ta xem các thông tin người nghèo và họ sống ở trong cái mức đó là nghèo khổ. Và khi mà họ kinh doanh Unilever đó, họ kinh doanh ở Ấn Độ đó, thì họ thấy rằng là rất là nhiều người dân Ấn Độ không có đủ tiền để có thể mua cái chai dầu gội đầu bự giống như mình xài, không đủ tiền để mua, nó mắc quá, không đủ tiền. Thu nhập của họ làm mỗi ngày nó vừa đủ sống của họ thôi, họ không đủ tiền, cho nên là họ không thể tiếp cận với cái sản phẩm của Unilever. Thì họ mới nghĩ ra một cách
vậy làm sao để giúp cho những cái người nghèo này có thể tiếp cận với sản phẩm của họ đó, để mà cải thiện được cái cuộc sống của họ đó. Như vậy thì những người này không có đủ tiền để mua cái chai lớn, nhưng như vậy họ mới chiết ra thành những cái bịch nhỏ nhỏ. Như vậy thì những cái bịch nhỏ nhỏ đấy bán với giá ở đây mình mua mấy ngàn đồng đó các bạn, đúng không? Chúng ta quy ra lắm khoảng mấy xem thôi. Như vậy thì chiết ra như vậy thì những người nghèo đó họ có thể đủ tiền để họ mua một cái bịch đó, cái bình dầu gội đầu đó. Đó, cái hay là cái chỗ đó. Như vậy thì họ có thể mua, và như vậy họ thay vì họ mua một chai lớn là không đủ tiền, bây giờ họ có thể mua những cái gói nhỏ nhỏ đó để họ xài. Và thậm chí là người ta còn ở Việt Nam thì không có, không ạ, nhưng mà lúc đó ở Ấn Độ là người ta còn làm ra là cái gói nó có kích thước khác nhau, có gói lớn, có gói nhỏ. Gói lớn dùng cho người có tóc dài hơn, đặc biệt là phụ nữ ở Ấn Độ rất là khổ. Như vậy thì gói lớn, những người tóc dài thì sử dụng gói lớn, còn những người tóc ngắn thì dùng gói nhỏ để cho nó tiết kiệm. Và đó là một cái ý tưởng mà rất thành công của họ, và bây giờ nó phổ biến ở trên thế giới, các nước nào nước giàu nước nghèo gì cũng sử dụng hết, cũng làm cái đó hết. Thì đó là một cái ví dụ, đó là cái sản phẩm dịch vụ để phục vụ cho những nhóm người nghèo, có nhiều loại lắm. Rồi cũng ở Ấn Độ nữa, ví dụ như là cái hãng máy kéo John Deere của Đức rất nổi tiếng, John Deere. Bạn nào mà ở vùng nông thôn đó, làm liên quan đến làm nông nghiệp đó, là chúng ta sẽ biết những cái máy kéo thương hiệu John Deere rất nổi tiếng. Thì để mà phục vụ cho những người nông dân ở Ấn Độ nghèo, không có tiền mua cái máy kéo bự tốn tiền nhiều, thì người ta mới chế ra cái máy kéo loại nhỏ, máy xới mini, máy xới xới đất mini loại nhỏ giá rẻ để bán cho nông dân Ấn Độ, để họ có thể mua để mà sử dụng trong cái canh tác, giúp cho họ canh tác trong cái nông nghiệp của họ. Và đó là một ý tưởng rất thành công, phục vụ cho những người nghèo như vậy, nhưng mà nó cũng rất thành công để sau này bán ở khắp thế giới. Thì đó là cái xu hướng mà các công ty đóng giá, nghĩa là họ xác định cái trách nhiệm của họ, cái sứ mệnh của họ đi kinh doanh, nhưng mà họ còn là phục vụ cho những cái người nghèo ở trên thế giới. Đó là cái xu hướng của các công ty tham gia, là phục vụ cái tầng đáy của kim tự tháp, ý nghĩa là vậy, phục vụ cho những cái nhóm người nghèo. Rồi tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cách để mà các công ty đa quốc gia khi đi ra quốc tế, đi ra ngoài quốc tế, thì đó là đây là các cái cách tiếp cận này các bạn. Các bạn nhìn cái tháp này, thứ nhất là cái mức độ xâm nhập vào thị trường quốc tế, cái mức độ sở hữu ở nước ngoài, và thứ hai là cái chi phí để xâm nhập vào thị trường quốc tế. Đấy, các bạn thấy là từ cái thấp nhất là xuất khẩu, mình ở nhà mình bán, rồi tới đặt hàng toàn cầu, tới cho thuê, tới nhượng quyền kinh doanh, liên doanh, mua lại doanh nghiệp, đầu tư mới. Đó là cái cách. Như vậy thì một số cái các bạn quen rồi thì thôi khỏi phải nói, xuất khẩu là chúng ta biết quen rồi, nhưng đây là cái mức mà chúng ta xâm nhập thấp nhất, đương nhiên là chi phí cũng ít nhất. Cái mức thứ hai là đặt hàng toàn cầu. Bạn nào giải thích được đặt hàng toàn cầu là gì không ạ? Rồi, xin mời bạn nào. Bạn Uyên. Dạ thưa thầy, đặt hàng toàn cầu có nghĩa là sẽ không xây dựng nhà máy, mà chúng ta sẽ mua những vật liệu, linh kiện từ nhiều nơi trên thế giới, và sau đó sẽ tiến hành lắp ráp tại một nơi nào đó khác ở ngoài cơ sở chính. Chính xác, rất đúng rồi. Bạn nào cho ví dụ về một cái công ty nào đó sử dụng cái này không ạ? Xu hướng quốc tế hiện nay là rất nhiều rồi, bạn Ngọc Quyền. Dạ, điển hình là công ty lắp ráp máy bay Boeing thì phải ạ. Boeing mà lắp ở đâu? Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn Thúy Hiền. Thưa thầy, xe ô tô VinFast hả? VinFast. Rồi, bạn Hoàng Thiên. Thưa thầy là Apple ạ. Người ta
Công nghệ thì ở Mỹ nhưng mà người ta sản xuất và lắp ráp là ở Trung Quốc. Đúng rồi. Đó, thì đó là một số cái ví dụ các bạn đưa ra, một số trường hợp đặt hàng toàn cầu là chúng ta có thể mua một chỗ đem vào chỗ khác lắp. Thì ví dụ Boeing các bạn ví dụ cũng đúng, lắp ở chung ở Mỹ nhưng mà thực ra các linh kiện này kia họ mua ở khắp nơi trên thế giới. Apple thì sản phẩm điện thoại của Mỹ nhưng mà rất nhiều sản phẩm lắp ở Trung Quốc, đúng không? Mua đặt sản xuất linh kiện các thứ rồi lắp ở Trung Quốc luôn, lắp ráp ở Trung Quốc luôn, bán luôn. Và hiện nay thì chúng ta mua hàng chúng ta ít quan tâm đến cái xuất xứ ở đâu đó rồi, tại vì là nếu mà quan tâm xuất xứ ở đâu thì chúng ta mở ra rất là nhiều made in China rất là nhiều, đúng không? Đó là cái nhiều cái điều đó người ta ít quan tâm à. Rồi những cái công ty các bạn ví dụ rất là chính xác, hay là giả sử như tập đoàn Nike chẳng hạn, Nike về hàng thể thao cũng thế, đúng cái nghĩa của đầu tiên các bạn nói đó là không có nhà máy luôn, sản xuất ở một nơi để đem bán một nơi luôn, không có nhà máy luôn. À, họ thuê hết, thì đó là cái xu hướng, đó là đặt hàng toàn cầu. Người ta xem thị trường ở trên thế giới đó là thống nhất, và ta mua hàng ở một nơi, ta lắp ở một nơi, ta bán ở một nơi luôn, thậm chí không về nhà luôn. À, thì cái xu hướng đặt hàng toàn cầu đó, đó là cái cách cao hơn, nghĩa là chúng ta outsource hết bên ngoài để làm outsource hơn. Cho thuê, bạn nào giải thích cái cho thuê được không nào? Rồi mời bạn à. Thôi bạn là Tử Vi nhường cho bạn là ý Như đi, Như ý gì đi. Dạ thưa thầy, cho thuê là sẽ cho phép các công ty tại một quốc gia khác sử dụng một số nguồn lực thuộc sở hữu của mình. Rồi đúng rồi, nghĩa là các bạn hình dung là giả sử như là cho phép sử dụng bằng sáng chế, cho phép sử dụng một số cái trang thiết bị chẳng hạn để làm. À, cho thuê à, giả sử như trường hợp của Vingroup mà đang là xúc tiến để sản xuất vaccine COVID ở Việt Nam, đó là gì? Đó là sử dụng cái công thức, cái công nghệ về sản xuất vaccine COVID của một công ty ở nước ngoài đem về Việt Nam làm, và người ta cho phép mình trong giới hạn là mình sản xuất bao nhiêu đó ở trong phạm vi Việt Nam, ví dụ vậy. Thì đó là cái một dạng, nghĩa là nó dạng là licensing ấy, cấp phép cho người ta làm. Một cái trường hợp rất nổi tiếng đó là ngày xưa, nó là trường hợp của hãng Honda. Honda cho phép cái thị trường Trung Quốc này gia nhập vô nó khó khăn thì người ta cũng bảo hộ, cho nên là mà đây là thị trường rất là đông dân, rất là nhiều người sử dụng, cho nên là Honda cho phép các công ty Trung Quốc được sử dụng cái bản quyền về mẫu mã cũng như là về công nghệ cũng như là máy móc của Honda để làm xe máy. À, nhưng mà cái rủi ro của cái cấp phép licensing đó chính là gì? Đó là cái sự vi phạm bản quyền. Và các bạn thấy là sau khi mà Honda cho làm Trung Quốc làm đó, Trung Quốc họ làm hàng loạt nhiều và họ lại cạnh tranh ngược trở lại với Honda. À, họ đặt tên mới là Honda rồi là rất là nhiều cái loại xe nó giống giống và công nghệ y chang, kiểu dở hơn không? Rẻ hơn nhiều và cạnh tranh ngược trở lại với Honda. Thì đó là cái rủi ro của cái cấp phép licensing. Rồi bạn nào giải thích cho thầy cái nhượng quyền kinh doanh franchise, mời bạn Minh Quân. Dạ thưa thầy, nhượng quyền thương hiệu là cho phép cái tổ chức nào đó sử dụng cái tên thương hiệu hoặc là tên sản phẩm của mình để kinh doanh. Rồi cảm ơn bạn Minh Quân. Cái nhượng quyền này á, nó là một cái trường hợp mà nó làm sâu hơn của cái cấp phép, nghĩa là sử dụng thương hiệu, sử dụng hệ thống nhận dạng thương hiệu này, sử dụng công nghệ này, và thậm chí là sử dụng nguyên liệu luôn, sử dụng nguyên liệu luôn. Ví dụ như là các bạn thấy là ví dụ chỉ như là Trung Nguyên chẳng hạn, người Trung Nguyên họ mở các cà phê Trung Nguyên đó, đó là nhân quyền. Nhưng mà thì những cái người mà chủ quán cà phê đó được sử dụng cái thương hiệu rồi, các cái phương thức rồi công nghệ quy trình làm mà giống ở Trung Nguyên, pha chế công thức pha chế luôn, và là gì nữa, Trung Nguyên họ cung cấp luôn cà phê luôn, cung cấp luôn cái nguyên liệu pha chế đó cho những cái quán đó luôn, và các quán phải làm theo đúng cái tiêu chuẩn của họ đó. Hay là những cái quán như KFC hay là đó, những cái McDonald's chẳng hạn, thì đó là nhượng quyền, nghĩa là phải sử dụng nguyên liệu luôn của họ, nghĩa là chọn gói
nhà chọn gói cái nguồn lực của họ luôn thì nó cao hơn, mức nó là cao hơn. Đó. Rồi bên cạnh đó là liên doanh, liên doanh nghĩa là đi ra nước ngoài đó thì để giảm rủi ro người ta có thể hợp tác liên doanh với một công ty ở cái nước đó để lập ra một cái công ty mới, và hai bên cùng đầu tư vô để làm phát huy cái lợi thế của nhau. Ví dụ như ngày xưa những cái tập đoàn lớn mà ngày xưa mà chúng ta còn dè dặt khi chúng ta mới mở cửa đó, chúng ta dè dặt với lại những cái đầu tư nước ngoài, mình cũng sợ, lúc đó mình đang sợ. Bây giờ là mời người ta vô, đúng không ạ? Thì các đi nước ngoài khi tham gia vô rồi họ cũng chưa biết cái thị trường của mình sao. Thì ví dụ những công ty lớn như là Pepsi chẳng hạn, Pepsi vào Việt Nam thì họ lập một cái liên doanh, họ liên doanh với lại cái công ty ở Việt Nam, đó là công ty tổng ty nước giải khát Chibeco. Chibeco bây giờ các bạn uống sữa đậu nành đó. Ngày xưa Chibeco họ bán cả nước giải khát có ga nữa cơ, nước Chibeco có ga, nước ngọt Chibeco đó có ga, chắc cái thời các bạn hết biết rồi đó. Nhưng bắt đầu liên doanh thì Pepsi họ tham gia vô liên doanh với đó, lập ra nó là tổng ty nước giải khát IBC ở Việt Nam liên doanh để làm. Tuy nhiên là sau này thì họ làm quen là cái họ mua hết luôn cổ phần của Việt Nam để họ thành 100% của nước ngoài luôn, nhưng mà đầu tiên đó là họ liên doanh. Hay là Coca-Cola vào Việt Nam cũng thế, Coca-Cola vào Việt Nam cũng liên doanh với lại nhà máy Trương Dương, nước giải khát Trương Dương để lập ra cái liên doanh Trương Dương Ngọc Hồi để mà liên doanh. Và sau đó thì họ cũng mua lại luôn 100% vốn của Việt Nam để hoàn thành công ty 100% nước ngoài. Rồi một cách khác nữa để khi mà tham gia thị trường nước ngoài, đó là gì? Đó là mua lại doanh nghiệp ở nước ngoài. Bạn nào có thể cho thầy ví dụ về trường hợp ở Việt Nam nào? Việt Nam có nào công ty nước ngoài mua lại để họ tham gia vô nào? Rồi mời bạn nào, bạn Tường Vi, mời bạn Tường Vi. Dạ thưa thầy, ở Việt Nam thì có sự tham gia của Central Group là một tập đoàn về thương mại bán lẻ của Thái Lan, là họ đã mua lại thương hiệu Pepsi Việt Nam từ casino và mua lại Metro ấy ạ. Thì sau này sẽ đã đổi tên thành Mega Market. Đúng rồi, chính xác bạn Tường Vi, rất là chính xác. Đó là như vậy thì cái thị trường Việt Nam bán lẻ đó là được các cái nhà mà bán lẻ ở trên thế giới người ta cũng rất là đánh giá cao. Đặc biệt ngày xưa bây giờ nó còn chừng lại, nhưng lúc mới là người ta nghĩ là cái tiềm năng rất là lớn. Nha. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam ta dân số đông, mình 100 người như vậy, 100 triệu người như vậy, chúng ta cũng đứng hàng thứ 15 ở trên thế giới. Rồi là dân số đông là một, rồi tiếp theo nữa là cái đời sống của chúng ta cũng tăng lên, cho nên là cái mức mua hàng, sức mua nó sẽ tăng lên, và các công ty nước ngoài thấy đó là cái hấp dẫn. Và để tham gia vô cái hệ thống bán lẻ thì các bạn biết là tham gia vô mà xây dựng cái mạng lưới bán lẻ đó, nó sẽ là khó hơn rất là nhiều trong lĩnh vực bán lẻ, tự xây rất là khó. Nhưng người ta mua lại để họ có hệ thống có sẵn, để họ mua lại xâm nhập vô dễ. Đúng là trường hợp của Central Group đó, họ mua lại cái Metro đó, đúng không ạ? Ví dụ vậy, thì đó là cái mà chúng ta thấy là đó là cách để họ xâm nhập vào bằng cách là mua lại một công ty ở nước ngoài. Và cái mức cao nhất đó là tự lập một công ty ra kinh doanh ở nước ngoài luôn, tự lập chi nhánh. Đó là mức cao nhất, bỏ tiền ra để lập một cái chi nhánh ở nước ngoài để làm. Thì chúng ta thấy là cái cách để các công ty đa quốc gia khi họ đi ra quốc tế, họ xâm nhập vào thị trường quốc tế, đó là những cái phương thức như thế. Rồi chúng ta nói về tiếp theo, chúng ta nói về cái môi trường kinh doanh quốc tế. Môi trường kinh doanh quốc tế thì chúng ta nói về cái phân tích môi trường đó, thì môi trường kinh doanh quốc tế thì nói chung là khi đi ra quốc tế thì người ta cũng phải phân tích môi trường, các cái yếu tố giống như chúng ta phân tích ở cái phần chương 3, cái môi trường bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nó ở góc độ toàn cầu, góc độ quốc tế. Ví dụ kinh tế là phải nhìn góc độ toàn cầu, chính trị phải nhìn góc độ toàn cầu, văn hóa phải nhìn góc độ toàn cầu, các yếu tố khác, tự nhiên vân vân, chúng ta phải nhìn ở phạm vi toàn cầu. Và trong phần này thì giới thiệu với các bạn ba cái yếu tố mà căn bản mà chúng ta cần phải chú ý khi chúng ta tham gia vào thị trường quốc tế, mà chúng ta cần phải chú ý một số cái đặc thù. Đó là yếu tố về kinh tế, về chính trị luật pháp, về văn hóa xã hội. Và trong ba cái này thì cái phức tạp nhất với các công ty đa quốc gia khi tham gia thị trường quốc tế đó chính là cái nào các bạn?
Anh có thể trả lời được nè. Cái khó khăn nhất để các công ty có thể thích ứng và tham gia thị trường quốc tế đó là trong ba cái nhóm là kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hóa xã hội, là cái nào là cái khó khăn nhất với các công ty đa quốc gia? Ồ, nhiều dữ tài quá, bạn Thanh Tâm. Thưa thầy, đó chính là sự khác biệt về văn hóa xã hội, sự khác biệt về văn hóa xã hội giữa các quốc gia với nhau. Đúng. À, và chính các bạn khác bỏ tay xuống là biết là bạn Thanh Tâm nói đúng, rất đúng rồi. Và các bạn khác phải biết là các bạn cũng có ý kiến như thế. Đó. Là đúng, cái yếu tố mà khó khăn nhất với các nhà các công ty khi ra các nước đó chính là cái sự khác biệt về về văn hóa giữa các nước. Như vậy thì thầy sẽ nói từng cái giới thiệu các bạn, đúng không ạ? Tuy nhiên là về kinh tế mà khi đi ra các nước đó thì người ta quan tâm đến vấn đề vì ví dụ như là về về cái mức độ phát triển kinh tế của các nước. Và mức độ phát triển kinh tế các nước người ta sẽ thường người ta sẽ phân biệt thông qua cái gì? Thông qua cái chỉ tiêu nào các bạn? Bạn nào cho thầy biết nào, học kinh tế vĩ mô. Cái chỉ tiêu nào để phân biệt cái mức độ phát triển kinh tế giữa các nước nào? Rồi, bạn nào đây? Bạn Trân Châu trước xem với bạn Mỹ Uyên ha. Dạ thưa thầy, là năng lực sản xuất của quốc gia đó. Năng lực sản xuất. Rồi. Ok, đúng rồi đó. Bạn Mỹ Uyên bổ sung thêm. Thế thầy lại dựa vào mức sống của người dân. Mức sống là đo bằng cái nào? Thưa thầy là kiểu như hàng ngày, giống như kiểu như là thu nhập hay là mức sống ăn uống này kia thầy. Rồi, cảm ơn bạn Mỹ Uyên. Hai bạn nói đúng rồi đó. Hai bạn nói đúng rồi. Và cái đó được đo lường cụ thể bằng cái chỉ tiêu mà người ta phân biệt, đó là chính là cái thu nhập bình quân đầu người. Các bạn thấy người ta sẽ GDP per capita đó. Nghĩa là thu nhập bình quân đầu người và được đo lường, người ta đo cụ thể là bằng bằng cái là cái thu nhập bình quân đầu người, là GDP, tổng GDP chia cho dân số. Và họ phân biệt như các hồi nãy cái tháp dân số đó, tháp dân số hồi nãy mà chia ra đó là người ta cũng dựa vào cái mức đó, đó mức bình quân chia bình quân đó là bao nhiêu đó. Nên là cái thu nhập bình quân đầu người người ta thường phân biệt cái đó. Ngoài ra thì người ta còn quan tâm một số yếu tố khác như là về cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế thì nó sẽ liên quan đến gì? Liên quan đến hệ thống bến cảng, kho bãi và giao thông. Ngoài ra còn một số hạ tầng khác như hạ tầng về truyền thông, viễn thông, hạ tầng về điện lực, điện mạng lưới điện vân vân để hỗ trợ cho hoạt động kinh tế. Thì đó là những cái mà nó là infrastructure. Rồi thị trường sản phẩm, thị trường nó có nhiều cái sức mua nó có lớn không, nó có nhiều không? Hiện nay đi ra quốc tế đó, hai thị trường hấp dẫn nhất ở trên thế giới đó là thị trường nào các bạn? Mà các công ty đa quốc gia mà đi ra quốc tế là họ rất là khoái để vô thị trường nào? Thứ nhất là thị trường Trung Quốc. Trung Quốc. À, thị trường này là có hai yếu tố rất quan trọng, là thị trường tiêu thụ đông dân nhất thế giới, tiêu thụ nhiều, và thứ hai là nguồn lực cũng tốt, nhân công rất là đông đảo, giá rẻ. Đó là hai yếu tố mà về mặt kinh tế người ta rất quan tâm với nó. Cái thị trường thứ hai là thị trường Ấn Độ. Ấn Độ, Trung Quốc thì người ta xem đó là nhà máy của thế giới, công xưởng của thế giới, các cái sản xuất đưa đến Trung Quốc làm nhiều lắm, tại vì nhân lực của họ tốt và làm ra trong bán ở Trung Quốc không có đất khỏe rồi. Còn Ấn Độ thì họ đông dân, cũng dân dân thứ hai thế giới, và cái thứ hai là chất lượng đội ngũ lao động của họ rất là tốt. Ấn Độ là cái có tỷ lệ dân số nói tiếng Anh rất là cao, Ấn Độ nói tiếng Anh giỏi, và họ về toán về công nghệ họ cũng rất giỏi, cho nên là họ làm các cái dịch vụ rất là nhiều, các cái dịch vụ như là gì? Họ cung cấp các dịch vụ ví dụ như là về kỹ sư lập trình, về kế toán, về call center vân vân, các cái dịch vụ đó họ làm rất là tốt.
đó là về kinh tế, nó một số cái điểm chính như vậy. Về chính trị luật pháp thì khi các công ty đa quốc gia đi ra nước ngoài thì họ quan tâm đến các yếu tố ngoài bên cạnh những cái chúng ta nói nãy ở trong cái phần chương 3, thì họ còn quan tâm một số yếu tố như là cái rủi ro chính trị. Rủi ro chính trị là gì? Đó là các rủi ro về thay đổi về thể chế chính trị ở các nước. Và người ta sợ là cái sự thay đổi, ví dụ chính phủ này xuống chính phủ kia lên chẳng hạn, ví dụ như ở Afghanistan chẳng hạn, bây giờ Taliban quản lý, nó sẽ thay đổi rất là nhiều các cái chính sách và các công ty hoạt động ở đó, họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Này các bạn, ảnh hưởng rất là nhiều, rủi ro về chính trị. Và cái sợ nhất của các công ty đó là họ bị mất mất tiền ở các nước đó khi mà thay đổi cái chính phủ, thay đổi cái thể chế chính trị, thay đổi chính phủ thì có thể thay đổi quan điểm dẫn đến họ mất tiền, các cái trụ sở, các cái công ty có thể bị tịch thu, bị cấu trúc hóa. Rồi cái thứ hai mà người ta quan tâm đó là cái mức độ can thiệp của nhà nước vào thị trường. Các bạn biết là cái từ thực ra một cái mà người ta khi vào Việt Nam người ta cũng thận trọng, đó là mình nói rằng là đúng không? Kinh tế thị trường, mình xác định là kinh tế thị trường. Rồi kinh tế thị trường là điều tiết theo cái cơ chế thị trường rồi. Nhưng mà mình nói là định hướng xã hội chủ nghĩa thì họ cũng không hiểu cái định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì, cho nên họ cũng hơi lo. Đã. Ngày xưa mình còn dùng đó là thành phần kinh tế nhà nước là chủ đạo. Cái đó là các công ty đa quốc gia họ ngán. Đấy là họ ngán tại vì sao? Mình họ vào một cái sân chơi mà đó đá bóng, ví dụ đá bóng đi. Tổ chức một cái giải đá bóng. Đúng không ạ? Mà trong đó ban tổ chức có một đội, có những đội bóng đá với những đội khác. Như vậy thì người ta sợ là như vậy ban tổ chức thế nào cũng thiên vị. Một cái đội bóng của ban tổ chức mà. Thì nhà nước là đúng vai trò nhà nước là phải là trọng tài, tạo ra luật chơi, tạo ra sân chơi cho các cái đối thủ cạnh tranh như đó chơi với nhau. Nhà nước làm trọng tài vô công tâm theo luật để mà quản lý. Đúng không? Còn nếu như nhà nước mà cũng có đội bóng để đá nữa thì như vậy thì người ta sợ trọng tài sẽ thiên vị cái đội bóng nhà nước đó. Thì đó là cái người ta sợ khi mà tham gia các thi đấu quốc gia, tham gia vào các quốc gia đó, người ta sẽ sợ cái đó. Rồi các chính sách về thuế quan, về hạn ngạch nó cũng sẽ là cái người ta quan tâm. Ví dụ như là cái hạn chế về xuất nhập khẩu hay là về thuế liên quan đến nguyên liệu sản xuất vân vân. Đó là những cái mà người ta sẽ chú trọng, chú ý. Rồi cái bối cảnh về bất ổn, về chính trị. Ví dụ như là cái quốc gia đó nó có biểu tình nhiều không, nó có khủng bố nhiều không, có thay đổi bất ổn, lộn xộn gì nhiều không. Người ta cũng sẽ lo, người ta cũng sẽ phải chú ý. Rồi các cái luật pháp và quy định, luật lệ. Thì thường là các cái luật lệ bây giờ là vô cái sân chơi chung thì mỗi quốc gia thì thường họ sẽ có những cái luật nó khác biệt. Nhưng khi anh vào cái sân chơi chung thì anh phải đi theo cái luật chung. Cho nên là chúng ta thấy là quốc hội chúng ta họp và chúng ta điều chỉnh, mỗi một kỳ họp mình điều chỉnh rất là nhiều luật. Rất nhiều luật vì sao? Tại vì chúng ta phải điều chỉnh, tuy nhiên là nó phù hợp với thực tiễn. Và thứ hai là có nhiều luật đó nó chưa thỏa được những cái yêu cầu của các cái cuộc chơi quốc tế. Ví dụ chúng ta là thành viên của WTO chẳng hạn. Như vậy thì các luật chúng ta nó phải thỏa những cái luật quốc tế về thương mại, giả sử thế. Như vậy thì chúng ta phải điều chỉnh. Thì các nước người ta sẽ xem là như vậy, cái luật ở những nước đó, các quốc gia mà khi công ty đa quốc gia tham gia vào là thì cái luật lệ ở các nước đó như thế nào, nó có đáp ứng được cái luật tiêu chuẩn của quốc tế không. Rồi cái thứ ba đó là văn hóa xã hội. Nên văn hóa xã hội thì nó sẽ liên quan đến các cái giá trị, chuẩn mực, niềm tin, ngôn ngữ của các nước ở nước đó, nhân khẩu học, tình trạng của nhân khẩu học, trình độ nhận thức, mức độ giáo dục như thế nào. Và nó có sự khác biệt rất là lớn với các quốc gia. Và nghiên cứu này thì nó có hai cái nghiên cứu lớn mà liên quan đến cái sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia. Cái nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu của ông Hostin. Thì đây là một cái nhà nghiên cứu người Hà Lan. Ông nghiên cứu và những năm 80 ông nghiên cứu cái sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia, và ông nghiên cứu nhân viên làm việc
ở trong cái tập đoàn IBM ở 50 quốc gia khác nhau ở trên thế giới. Ông nghiên cứu. Và ông thì nghiên cứu thì thấy cái sự khác biệt giữa các quốc gia được chia thành 5 cái dimensions, 5 cái khía cạnh. Cái sự khác biệt giữa các nước. Ông định nghĩa là nó là thứ nhất là cái khoảng cách quyền lực. Thứ hai là cái chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. Thứ ba là né tránh bất ổn. Thứ tư là nam tính, nữ tính. Thứ năm đó là định hướng dài hạn và ngắn hạn. Bạn nào giải thích được thầy cái khoảng cách quyền lực là gì không nào? Đó, rồi thầy giải thích nha. Khoảng cách quyền lực thì đây là cái văn hóa mà ở trong cái xã hội đó, người ta có chấp nhận cái sự bất bình đẳng quyền lực giữa các cái tầng lớp khác nhau nhiều hay ít. Ở những quốc gia mà có khoảng cách quyền lực cao đó, thì trong quốc gia đó thì cái xu hướng là người ta sẽ chấp nhận cái sự bất bình đẳng quyền lực giữa các tầng lớp khác nhau là lớn. Ví dụ như giữa cha mẹ với con cái, giữa lãnh đạo với nhân viên và vân vân, thì người ta chấp nhận cái sự bất bình đẳng lớn, nghĩa là cấp dưới phải phục tùng cấp trên, phải nghe lời cấp trên, có quyền ra lệnh, quyền lực nhiều với cấp dưới vân vân. Đó thì nó là cái quyền lực. Ví dụ như những quốc gia có cái quyền lực cao, giả sử như Hàn Quốc, các bạn xem phim Hàn Quốc các bạn thấy là sếp chửi nhân viên chỉ có cúi đầu không dám nói, tại vì cái văn hóa nó như thế. Sếp là như có quyền chửi, có quyền la hét, chửi mắng, nhân viên không dám cãi. Đó là cái văn hóa. Nhưng cũng cái sếp với nhân viên đó, nhưng sang công ty của Mỹ mà chửi như vậy là không được. Nhân viên nó có khi nó kiện, chửi mới xúc phạm nhân viên nó kiện. Tại vì anh là sếp, anh là lãnh đạo, nhưng mà tôi với anh là cái mối quan hệ với nhau là hợp tác, công bằng, dựa trên những cái sự phối hợp. Anh có ý kiến của anh, tôi có ý kiến của tôi. À, như vậy chúng ta thấy là cái văn hóa là khác nhau. Như vậy nhìn những quốc gia như Tây Âu, như Mỹ là những quốc gia mà cái khoảng cách quyền lực nó thấp, cái sự bất bình đẳng nó ít hơn. Thậm chí là trong gia đình giữa cha mẹ với con cái là nó khác ở Việt Nam. À, các bạn nói nó khác. Đúng không? Ở quốc gia như ở Mỹ chẳng hạn, đúng không? Cha mẹ mà đánh con chẳng hạn là nó gọi 911 một phát là cảnh sát đến còng tay. À, đúng không? Tại vì trẻ em nó được bảo vệ, nó có quyền không làm gì làm, đúng không? Trong khi Việt Nam thì vẫn còn nhiều trường hợp là chúng ta cha mẹ vẫn đánh con cái, mà con cái mà gọi công an tới thì lúc đó ta bảo cái đứa con này chắc mất dạy hết chữa. Đó, như vậy các bạn thấy là nó khác. Rồi cái thứ hai là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể khác biệt, là khác biệt với các quốc gia. Quốc gia nào mà theo chủ nghĩa cá nhân đó thì ta đề cao cái tôi, đề cao cái cá nhân của mỗi người ta chủ động, là chủ động. Tôi làm gì làm đó, đúng không? Mà tôi ăn thua là, ăn thua là tôi không ảnh hưởng đến người khác. Cái Covid vừa rồi các bạn thấy đó, cái chủ nghĩa cá nhân đó, bắt đeo khẩu trang muốn đi không? Chích vaccine không chịu chích, tại vì đấy là cái quyền của tôi. Đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam mình mà làm cái đó là người ta lên án chết, đúng không? Chúng ta là chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa tập thể. Một số quốc gia ở châu Á, Trung Quốc chẳng hạn là chủ nghĩa tập thể. Chủ nghĩa tập thể mà nói cái tôi là nó đập tan nát, đúng không? Các bạn có gì đó khác biệt quá so với mọi người là các bạn sẽ bị người ta ném đá cho tơi bời khói lửa. Các bạn thử lên trên mạng, các bạn nói cái gì đó nó ngược với lại tất cả mọi người số đông người ta nói xem, các bạn ăn gạch đá về xây mấy cái nhà chưa hết. Đó nó là cái chủ nghĩa tập thể. Các bạn thể hiện cái tôi nó khó, thể hiện cái cá nhân nó khó hơn, người ta không chấp nhận. Ta muốn là các bạn phải đi vào chung. Đó là cái văn hóa chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể. Rồi văn hóa né tránh bất ổn. Né tránh bất ổn đây là người ta nói là văn hóa né tránh bất ổn cao hay thấp. Cái quốc gia mà có né tránh bất ổn cao là sợ rủi ro. Cái văn hóa là sợ rủi ro. Thực ra Việt Nam chúng ta là cũng có hơi hướng vô cái sợ rủi ro, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Rất là nhiều người là học đại học xong ra trường đi làm, cố gắng xin được một cái chân làm ở cơ quan nhà nước để làm gì, để người ta không bị mất việc, nó ổn định, ta mà cứ theo trình tự, theo những cái
cái quy tắc đó mà là phát triển lên trên mức độ cao. Còn cái lên trên mức độ thấp là người ta thích rủi ro, người ta thích những cái mới, thích khám phá những cái mới, và ta thích đối mặt với những cái thách thức khó khăn. Những quốc gia ví dụ như Israel chẳng hạn, Hồng Kông này, vân vân, người ta thích khám phá, thích đổi mới. Học xong đại học ra trường, thay vì kiếm một công ty to to đó, ngồi trong đó yên phận, khỏi sợ, thôi đằng nào chúng ta cũng sẽ đủ sống, cũng sẽ không bị sợ bị thất nghiệp, cũng sẽ đói, vân vân, đúng không? Thì người ta lại thích là gì? Khám phá bản thân, đối mặt thách thức, giả sử như lập một công ty để tự kinh doanh. Đó, như vậy lập công ty ra rủi ro lắm, làm thì nó được thì huy hoàng, không được thì có mà chết. Như vậy nhưng mà những cái quốc gia mà nên chế bất ổn thấp á, thì người ta lại thích cái này, họ không sợ bất ổn, không sợ. Rồi văn hóa nam tính nữ tính, nam tính nữ tính, nam tính, văn hóa nam tính là những quốc gia mà có văn hóa nam tính là quốc gia mà họ nhấn mạnh đến cái tính mạnh mẽ, cái sự quyết đoán, cái sự cạnh tranh, áp lực. Còn văn hóa nữ tính là những quốc gia mà người ta đi theo cái xu hướng linh hoạt, nhu mì, thiết lập các mối quan hệ, chú trọng đó. Ví dụ như Trung Quốc, mà Việt Nam cũng một phần theo Trung Quốc giống như đó. Các bạn thấy là người ta rất là linh hoạt, rất là mềm dẻo, ta để người ta thích ứng. Còn văn hóa định hướng dài hạn, ngắn hạn, định hướng dài hạn nghĩa là những quốc gia mà theo văn hóa định hướng dài hạn đó, thì người ta sẽ chú trọng đến cái tương lai, và họ xem rằng những cái vấn đề, những cái quan trọng của cuộc đời của họ nằm ở trong tương lai, nên họ có thể sẵn sàng hy sinh những cái hiện tại, hy sinh những cái mục tiêu ngắn hạn hiện tại để đạt được những cái mục tiêu dài hạn ở trong tương lai. Trong khi những cái quốc gia mà có văn hóa định hướng ngắn hạn thì đối với họ là quá khứ và hiện tại là họ ưu tiên, còn cái tương lai thì họ ít ưu tiên hơn. Như vậy họ sẽ chú trọng đến cái cuộc sống như xã hội đó, họ chú trọng đến xã hội, họ hưởng thụ nhiều hơn, tiêu dùng nhiều hơn. Bây giờ tôi làm ra có tiền, tôi không xài, biết đâu mai chết không xài được thì sao. Như vậy họ, các bạn thấy những cái xã hội như phương Tây đó, như là các nước như là Hoa Kỳ hay châu Âu đó, các bạn thấy không? Họ không có tích trữ gì quá nhiều, mà họ làm xong rồi họ đi du lịch, họ thưởng thức. Một năm làm vất vả rồi, tiền có được, tích lũy được, đem đi du lịch. Ví dụ vậy, ở Việt Nam mình, hàng Việt Nam mình đi ra nước ngoài làm tích góp, mua nhà trả góp, chưa được đủ tiền thì mua trả góp mấy chục năm trả nợ, cứ làm trả. Trong khi những cái người ở bên đó thì họ chẳng có mua nhà, họ toàn đi thuê không rồi là họ xài tiền, họ không có. Như vậy thì đó là tùy theo cái văn hóa khác nhau, đi hướng dài hạn ngắn hạn. Đó là cái nghiên cứu của Hostick các bạn. Rồi sau từ cái nghiên cứu của Hostick này thì được phát triển hơn trong cái dự án nghiên cứu là dự án LOP. Cái dự án này họ nghiên cứu về văn hóa ở mức độ rộng hơn, ở các quốc gia trên toàn cầu rộng hơn. Và họ cũng đưa ra 5 cái khía cạnh, đúng không ạ? Cái dimension đó, tôi dịch là khía cạnh, 5 cái khía cạnh của văn hóa, cái sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia. Trong đó có 2 khía cạnh nó có kế thừa cái giá trị của Hostick, đó là tính quyết đoán. Tính quyết đoán thì nó giống như cái văn hóa nam tính nữ tính. Và cái định hướng dài hạn ngắn hạn thì họ đây họ gọi là định hướng thời gian, thì đó là 2 cái nó kế thừa. Và họ đưa ra 3 cái mới, đó là cái sự phân biệt về giới tính, định hướng về kết quả và định hướng về con người. Sự phân biệt giới tính đây là họ đánh giá là ở những quốc gia mà có cái sự phân biệt giới tính cao thì nghĩa là có sự khác biệt về vai trò, về vị trí giữa nam và nữ, có sự khác biệt, đề cao sự khác biệt. Còn những anh thấp thì nó là so với cái sự bình đẳng, các bạn, cái công bằng, tôn trọng phụ nữ nhiều hơn. Rồi định hướng về kết quả là cái văn hóa mà họ chú trọng đến thành quả, kết quả thôi. Anh làm gì không biết nhưng anh có kết quả thì tôi đánh giá cao. Thì là văn hóa định hướng kết quả. Còn văn hóa định hướng về con người thì những công ty, những nước mà có văn hóa định hướng về con người là những quốc gia mà họ chú trọng đến cái sự phát triển, đến cái đời sống, đến quan tâm đến cái đáp ứng nhu cầu, đúng không ạ? Cái tạo ra cái sự hạnh phúc của con người.
chú trọng đến cái phát triển con người nhiều hơn. Thì đó là những cái nghiên cứu của dự án LOP để bổ sung thêm. Nhưng chứ là khó khó thì thầy giới thiệu luôn ha, các bạn có hình dung nó tắt như thế. Thì đây là một cái bảng các bạn có thể tham khảo thêm, là các quốc gia những cái nghiên cứu dự án LOP đó thì họ đưa ra cái quốc gia nào thì cao hay thấp đó, các bạn sẽ thấy ở đây. Rồi chúng ta nói thêm một cái phần cuối ở trong phần này, đó là chúng ta nói về cái giao tiếp ở trong những cái khi mình làm nhà quản trị thì một vấn đề quan trọng của chúng ta là giao tiếp. Như vậy thì giao tiếp ở trong các cái quốc gia giữa các cái nền văn hóa khác nhau nó sẽ có sự khác biệt, và chúng ta chia làm hai cái loại, đó là ngữ cảnh và thời gian. Không gian thì nó lướt nhanh thôi, ngữ cảnh là culture context. Thì ta chia làm hai loại là ngữ cảnh thấp và ngữ cảnh cao. Như vậy ở những quốc gia mà có văn hóa ngữ cảnh thấp đó, thì khi giao tiếp với nhau đó thì họ sẽ tập trung vào trao đổi thông tin dữ kiện một cách rất là thẳng. Họ muốn thì họ nói ra, họ không thích thì họ nói ra, họ thích thì họ nói. Và trong giao tiếp đó không cần thiết lập các mối quan hệ thân thiết, giao tiếp họ sẽ trao đổi hết. Ví dụ các bạn làm với đối tác thì những quốc gia này là giả sử những quốc gia Tây Âu, Mỹ này hả, thì đó là những cái văn hóa ngữ cảnh thấp, nghĩa là khi họ nói chuyện với các bạn họ không úp mở, không nói vòng nói vèo, thích thì nói thích, không mới không, họ muốn cái gì họ nói cái đó. Ngược lại những văn hóa có ngữ cảnh cao, những quốc gia mà có văn hóa ngữ cảnh cao, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan vân vân, văn hóa ngữ cảnh cao nghĩa là gì? Khi giao tiếp với nhau không nói hết đâu, đúng không? Mà phải cái giao tiếp, người ta chú trọng đến giao tiếp để thiết lập mối quan hệ. Khi đã tin tưởng nhau, tin cận nhau rồi thì lúc đó mới nói. Cho nên khi mà các bạn làm ăn ở Việt Nam, ta làm ăn Việt Nam mà các bạn cứ gặp khách hàng, các bạn lên bàn họp, các bạn ngồi, các bạn nói chuyện thì các bạn rất khó hiểu được khách hàng của mình hay là đối tác của mình. Nhưng mà các bạn phải có, cho nên nó phải có những hoạt động khác, giao tiếp ngoài khác, giả sử như đi chơi với họ để thiết lập cái mối quan hệ thân thiết với họ thì lúc đó họ mới chia sẻ. Ví dụ như ngày xưa họ thì làm kinh doanh thì mình chơi thể thao đó, mình phải chơi theo khách hàng, các bạn hình dung không? Thì cái phong trào là người ta chơi tennis, như vậy thì khi họ chơi tennis thì mình cũng phải đi sách vợt, mình đi tập đánh tennis để mình chơi với họ. Và người ta đi nhậu thì mình phải đi nhậu với họ, mình phải biết đi nhậu để nhậu với họ để làm gì. Những cái đó bắt đầu là thông qua nó thiết lập cái mối quan hệ và bắt đầu là thân thiết rồi thì họ sẽ chia sẻ những cái gì họ suy nghĩ, những cái gì họ mong muốn họ chia sẻ với mình, họ xem mình như bạn vậy đó, thì lúc đó họ chia sẻ, còn không có đâu đó. Như vậy thì cái đó là cái văn hóa ngữ cảnh. Thứ hai là cái văn hóa về mặt thời gian chia làm hai loại là văn hóa đơn nhịp và văn hóa đa nhịp. Đơn nhịp là những quốc gia mà họ có xu hướng là gì? Tại mỗi một thời điểm họ làm một việc thôi. Họ tập trung việc này, họ làm một việc đó. Và như vậy những người này, những người ở những quốc gia này là họ sắp xếp cái thời khóa biểu của họ rất là khoa học để họ có thể làm những công việc của họ tại các thời điểm khác nhau. Nó rất là chặt chẽ. Và chính vì vậy người ta rất ghét về cái sự trễ giờ. Không đúng giờ là ta ghét lắm. Tại vì sao? Tại vì khi người ta đã, ví dụ như người ta hẹn gặp các bạn, là người ta đã sắp xếp cái thời gian đó, họ không làm cái gì khác ngoài cái chuyện gặp các bạn thôi. Đó. Cho nên các bạn đến trễ là mất thời gian của họ, và hồi nữa họ sẽ có cái việc khác, nên họ sẽ không chờ các bạn. Ví dụ các giảng viên nước ngoài chẳng hạn, sinh viên hẹn, bây giờ cho sinh viên là một buổi gặp 20 phút, các bạn đến trễ 15 phút, như vậy các bạn còn lại 5 phút để nói chuyện với giảng viên thôi, sau đó các bạn đi bài, hết giờ tôi gặp người khác. Bây giờ tôi không thời gian để tôi tiếp một lúc nhiều người đâu, không ví dụ vậy. Thì đó là cái văn hóa đơn nhịp. Ngược lại cái văn hóa đa nhịp giống như Việt Nam mình, Trung Quốc là tổ cái này. Văn hóa đa nhịp nghĩa là tại một thời điểm làm nhiều việc. Cho nên là vì làm nhiều việc cho nên là thời gian co giãn không sao. Tại vì nếu anh không tới hay gì đó thì tôi cũng có việc khác tôi làm đây, tôi đang làm việc với anh, tôi vẫn xử lý việc khác. Đang làm, xin lỗi tôi nghe điện thoại chứ, đúng không?
đang làm đó, thư ký đưa vô ký à, đưa thư ký thôi chờ chức để tôi ký mấy cái văn bản quan trọng này cái à, như vậy thì văn hóa đa nhịp là như vậy. Như vậy thời gian nó là một khoảng, chứ không phải là chính xác. Hẹn 10 giờ như vậy thì sẽ có giảm 10 giờ đến 10 giờ 15. Và bây giờ Việt Nam mình văn hóa đa nhịp, đi đám cưới mời 6 6 giờ thì phải 7 giờ tới là vừa. Như vậy thì đó là cái văn hóa, là thời gian là một cái khoảng thời gian. Như vậy nó mỗi cái văn hóa khác nhau, nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái người ở ở châu Âu xa thì phải anh phải hiểu cái văn hóa ở bên đây, là anh phải chấp nhận cái chuyện đó chứ anh khó chịu không được, nên văn hóa là vậy đâu. Nhưng mình ở đây mình sang cái châu Âu hay là mình làm việc với những công ty châu Âu của Mỹ thì mình phải hiểu văn hóa người ta để có điều chỉnh, thì đó là cái người quản trị phải hiểu cái văn hóa đó để mà thích ứng nhưng cho phù hợp. Ngoài ra thì còn một cái vấn đề nữa là khi giao tiếp nó còn là cái không gian giao tiếp. Thì thường các nước mà khi giao tiếp á, thì người ta chú trọng đến cái không gian rất là nhiều. Các nước ví dụ Nhật chẳng hạn, người ta chú trọng rất là nhiều cái không gian, cái khoảng cách. Mỹ cũng vậy, khi giao tiếp mà mình đứng gần quá người ta cho rằng nó mất lịch sự, và như vậy thì nó phải giữ khoảng cách. Khi mà còn thân quen rồi thì mới nó mới gần, đứng gần được, còn không phải giữ một khoảng cách. Nó tùy văn hóa. Ở Việt Nam mình là khoái khoái xuống vào, à, văn hóa của mình lại khác, tụm vào phải đến gần nhau bá vai bá cổ thì nó mới là phân tình, chỉ nó tùy theo cái văn hóa. À, như chúng ta phải hiểu thì đó là cái nội dung của cái chương này. À, ngoài thêm chúng ta thôi nói thêm cái phần này nữa, đó là cái xu hướng hiện nay về cái thay đổi trong bối cảnh quốc tế, là hồi nãy tại thì lồng ghép ở trong cái phần kia rồi. Nhưng mà thì các công ty đa quốc gia mà khi đi ra nước ngoài thì hai cái công thị trường mà người ta xâm nhập nhiều vào đó là Trung Quốc và Ấn Độ, là hai cái công ty đầu, hai quốc gia đầu tiên mà người ta muốn vô. À, người ta muốn vô rồi. Hiện nay thì còn một quốc gia thứ ba mà cái thêm mà lực cũng rất là mạnh, đó là Brazil. Brazil thì đây là quốc gia mà cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng rất là tốt, và họ là một cái nơi cung cấp nguyên liệu cho thế giới rất là nhiều về nông nghiệp, về các cái nguyên vật liệu cung cấp cho thế giới rất là nhiều. Chúng ta thấy là nông nghiệp cạnh tranh với Brazil, cạnh tranh mình rất nhiều về chuối, về cà phê vân vân á, họ cạnh tranh với mình rất là nhiều. À, thì đây là một cái đơn vị, một cái quốc gia rất là mạnh để trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay. Và hiện nay là cái nhóm gọi là nhóm BRICS, đúng không ạ? BRI, đúng không ạ? BRIC, đúng không ạ? BRIC, đó là những cái nước là emerging, những cái nước mới nổi đó, emerging economy á, những cái đấy mới nổi đó. Đó là cái nhóm B, đó là Brazil này, đúng không ạ? A đó là Russia, đó là Nga đó, Russia rồi I đó là Indian đó, và C là China đó. Đó là những quốc gia mới nổi trong cái nhóm, là những cái nhóm mà đang là có cái vai trò phát triển ở trên thế giới hiện nay cũng rất là mạnh, vai trò mạnh. Và bên cạnh đó thì nó còn là những cái sự phát triển của các cái tổ chức hiệp hội quốc tế, rất là nhiều các cái tổ chức. Ví dụ như chúng ta hiện nay, chúng ta Việt Nam chúng ta có cộng đồng ASEAN. Các cái xu hướng hiện nay là toàn cầu hóa mà, cho nên là kết các quốc gia kết hợp với nhau và thông qua xóa bỏ các cái rào cản để mà tăng cường cái giao lưu với nhau nhiều hơn. Chúng ta có cộng đồng ASEAN, ở châu Âu có EU, đúng không ạ? Rồi là có tổ chức thương mại thế giới WTO, đúng không ạ? Rồi ở khu vực Bắc Mỹ thì có NAFTA, đúng không ạ? Vân vân, rất là nhiều các cái. Rồi bây giờ mình có là CV, đúng không ạ? TTP, CPTPP chẳng hạn, các cái cộng đồng. Và đó là cái xu hướng hiện nay, là để tăng cái sự hợp tác phối hợp với nhau nhiều hơn, tạo lập ra các cái cộng đồng kinh tế để mà phối hợp với nhau, để mà tạo điều kiện cho các công ty có thể dễ dàng trong việc hợp tác làm việc với các cái nước khác, các công ty ở nước khác nhiều hơn. Thì đó là cái xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, quốc tế hiện nay. À, thì đó là cái nội dung mà cái chương chương này, chương 4 này giới thiệu với các bạn. Đúng không ạ? Thì tóm tắt chút xíu để các bạn có thể câu hỏi ha. Nhưng mà thì tóm tắt cái này hình dung là chúng ta nói về cái toàn cầu. Nhưng mà thì chúng ta nói về cái xu hướng, đó là cái thế giới không biên giới. Đó là cái thế giới mà cái việc mà giao lưu qua lại về kinh tế, về chính trị, về các văn hóa vân vân, thông tin
nó không giới hạn với các quốc gia. Và như vậy thì bản thân một nhà quản trị, chúng ta quản trị trong bối cảnh toàn cầu, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái tư duy toàn cầu và chúng ta thích ứng được với những cái sự thay đổi, những cái sự khác biệt, những cái sự biến động của môi trường, những khác biệt về văn hóa, về chính trị, về kinh tế với các quốc gia, để chúng ta có cái sự thích ứng cho nó phù hợp, công ty chúng ta thích ứng cho nó phù hợp. Và một cái công ty mà đi ra quốc tế nhiều thôi, chúng ta nói là công ty đa quốc gia, các bạn, đa quốc gia MNC, đó là những công ty mà kinh doanh ở hai hay nhiều quốc gia khác nhau và có từ trên 25% doanh thu phát sinh ở các nước khác. Và các visa quốc gia đi ra thế giới thì cũng được rất nhiều cái ủng hộ, bên cạnh đó thì cũng có những cái phản đối. Và một trong những cái mà ấn tượng mạnh hiện nay, đó là các visa quốc gia khi đi ra quốc tế thì họ còn mang thêm những cái sứ mệnh đó là phục vụ cho những cái người nghèo ở trên thế giới, đó là cái BOP, đó là một cái xu hướng các visa quốc gia khi đi ra các nước. Đó. Rồi chúng ta nói về các cái cách để công ty đa quốc gia họ tiếp cận thị trường thế giới, từ thấp nhất đó là xuất khẩu cho đến cao nhất đó là lập một cái chi nhánh hoàn toàn mới ở nước ngoài. Và chúng ta nói về môi trường kinh doanh quốc tế thì như vậy, thì chúng ta phân tích các yếu tố môi trường, chúng ta có thể lấy cái yếu tố chương 3 để chúng ta phân tích nguyên nhìn với cái toàn cầu. Trong đó các bạn chú trọng thêm ba cái yếu tố quan trọng, đó chính là về kinh tế, về chính trị, luật pháp và văn hóa. Đặc biệt là yếu tố về văn hóa là cái sự khác biệt mà các công ty rất là khó khăn trong việc thích ứng trong khi mà kinh doanh ở các nước khác nhau, là cái sự khác biệt về văn hóa. Và dựa trên đó thì chúng ta thấy hai cái nghiên cứu là nghiên cứu của Hostip và nghiên cứu của Lodziaplov, người ta đưa ra các cái khía cạnh khác biệt nhau về văn hóa giữa các quốc gia, và chúng ta có thể căn cứ vào đó để chúng ta hiểu được để khi chúng ta đi các nước. Rồi chúng ta nói về cái sự thay đổi của bối cảnh quốc tế hiện nay, đó là cái sự nổi lên của các cái quốc gia, đặc biệt như là trong nhóm BRICS, đúng không ạ? Trong nhóm BRICS, trong đó đặc biệt như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, đó là những cái quốc gia mà đang có những cái vai trò quan trọng trong cái bối cảnh quốc tế hiện nay. Và cái xu hướng cuối cùng đó là xu hướng thiết lập các cái liên minh, các liên minh về mậu dịch, về quốc tế, các cái liên minh chúng ta thấy rất nhiều trong cái hiện nay. Nó tạo ra cái môi trường, tạo ra một cái cộng đồng để giúp các cái doanh nghiệp ở các quốc gia đó họ hợp tác với nhau dễ dàng hơn, giao lưu thương mại với nhau dễ dàng hơn để thích ứng ở trong cái bối cảnh toàn cầu hiện nay. Đó là cái bài của cái chương 4 hôm nay giới thiệu các bạn như vậy. Rồi các bạn có các câu hỏi thì xin mời các bạn. Xin mời bạn Hoàng Dũng.